đường luôn. Ồ, tuyết rơi, tuyết rơi. Ồ. Ý, trời đứng ngắm tuyết luôn vậy ông. Xe cỏ hả con? Ôi, con nhìn kìa, nó bán đường luôn. Trong tủ lạnh á. Nhìn giống xà bông á, bột xà bông. Ồ, đạp xe đạp luôn kìa. Đạp xe đạp lên. Ồ, nhà trắng tuyết luôn kìa. Alaska hết đó. Ừ. Còn nếu mà mấy chú hết tầng người bạn xe thì ừ. Mấy trăm. Lùm cái này về làm đá bà uống nè. Không uống bà. Trắng xóa luôn con. Ôi ba đang chạy trong tuyết. Này là tuần lộc ông bà Noel chở đi tặng mấy em thiếu niên thế giới nè. Siêu âm thanh. Ủa đẹp không vậy ta? Đẹp trời. Ôi, giống như con đang đi rừng núi ha. Wow, tuyết rơi. Ở nhà bên kia hình như có cái hồ vậy. Ừ. Dưới không có tiếng nghe, chỉ nghe cái đỉnh này thôi hết rồi. Ủa, nhà của những chuyên gia ở đây. Ôi, bên kia luôn kìa ta. Ở lót luôn, many many luôn ha. Wow, trắng xóa quý trước luôn kìa. Ừ.
trước kìa con. Ôi trời ơi, mấy cái cây. Ôi trời ơi. Alaska. Ôi, gấu Bắc Cực ơi. Nhiều tuyết. Trời ơi, quá đẹp luôn cơ. Ôi phủ trắng cây luôn đó. Mấy hôm làm trên này sao đó. Ôi tớ kìa con. Ồ giống như thần tiên trong chuyện cổ tích vậy ha. Ồ chụp hình chụp hình. Đó mình đậu đi chụp hình nha. Ừ và dẫn hướng đi chơi một dạo. Từ nha con, chụp chừng ướt, chừng còn đứng nước à. Uống miếng nước không? Cầm nước uống miếng đi rồi để đi chạy lên xe. Không có mang xe. Ừ, để đỡ nè. Nè. Ôi. Từ từ, từ từ một.